đọc lại kết quả giải đặc biệt trúng 50 triệu đồng có số tổng cùng mang số 27546, tức là 27546, mỗi giấy trúng 50 triệu đồng. Hả? Độc đặc! Trời ơi! 140 tờ 7 tỷ! Là ông Sùng cướp vô, vé số đi, xác nằm lại. Chết à! Trời ơi, may quá! Có ai không? Không ai nghe, đỡ quá. Bác Tám! Trời, bác Tám ơi, chúc mừng bác Tám nha bác Tám. Mừng gì? Bác Tám trúng số độc đắc. Ai nói? Bác Tám nói. Con vừa đi ngang qua nhà bác Tám, con nghe bác Tám la gì? A trúng 140 tờ 7 tỷ. Để con đi báo bà con tới chia vui với bác Tám nha. Mày! Sao? Mày báo, ta giết mày trước. Sao giết con? Mày lục vé số không có. Hả? Im đi, mai dạ. Ghé đi tao cho 500. Dạ. 500 ngàn hay 500 đồng? 500 đồng. 500 đồng. Hả? Con đi, con đi báo bà mẹ. Đứng lại. Mày làm tao giật mình, 500 ngàn con. Đó, bây giờ bác ta cho con 500 ngàn ha. Ừ. Con xin hứa là con giữ kín cái chuyện này. Rồi. Con ghét nhiều chuyện lắm. Đúng. Con không bao giờ nói cho mọi người biết là bác Tám trúng số độc đắc. Rồi. Nhưng mà con chỉ nói với mọi người biết là tại sao bác Tám cho con 500 ngàn. Thì... Trời ơi, quá ra nó cũng nói tôi trúng độc đắc rồi. Thằng này nói vậy thôi chắc nó cũng miệng nó kín nhất sớm. À, bác Tám trúng số độc đắc rồi. Chui xuống dưới làm gì vậy cha nội? Chui xuống gì á? Trốn. Trốn đi. Nó vô nó xin tiền hoài, chịu sao nội? Bây giờ ông tính làm sao đây? Tôi nói thiệt bà, chạy xe ôm tự nhiên cha khách chả làm rớt 140 tờ giấy số. Chứ tiền đâu mà mua giấy số. Hả? Từ lúc trúng độc đắc bây giờ từ rượu đế chuyển qua rời mi mặt tem. Độc. Ngon hả? Nó thơm thấy thương luôn. Nè, giờ tính nè ngang. Rồi, bà ta định cho bên nhà bà nhiêu? 100 triệu. Dữ vậy? Chứ không cho nhà ông là 90 triệu, phải cho nhà tôi 100 triệu chứ. 90 triệu rồi nào? Tôi cho ba tôi có 30 à, mấy đứa kia móp mỏ hết. Vậy hả? Ừ. Vậy ông cho nhà tôi 50 ngang. Rồi. À, chết cha, cha tổ trưởng qua nữa. Trốn hả? Anh chị Tám ơi. Chị Tám ơi. Chị xuống số rồi đi đâu móp biển cái chân nha ông nội. Chị Tám, chị Tám ơi. Trời ơi. Rượu. Trời ơi, trong số uống rượu đã quá chị Tám. Ngu quá, đẹp luôn. Trời ơi. Ê chà. Sao mà nuốt ai khài á. Ơi. Nhà này giống con ma lắm. Con ma cũng chơi tiếp. Ôi, cái ly đâu trời. Chết cha, bà phát hiện. Hù. Vui quá. Hù. Hù hù hù. Có té luôn kìa. Sao hai chồng cái đàn ngộ vậy hai vợ chồng? Nấp nấp trên 50. Trời ơi, làm hết không có chí luôn. Đi đâu đây? Đó, giờ tôi nói anh nghe. Sao? Anh cho phường đi. Nữa. Tôi đưa lên cái này là cho mấy nhỏ nó lên trên tỉnh thành. Rồi mấy ông già đi đi cái gì đi dưỡng sinh, tập dưỡng sinh. Rồi những phụ nữ xanh đẻ có cái quạt. Rồi. Rồi là những đứa nhỏ. Những đứa nhỏ nó lụm kim tim. Rồi xong. Phải bọc lụm. Thôi, bọc ni lông. Nè, tôi nói nghe nè. Tôi rành lắm. Thôi đi. Đây. Nó khỏe quá, nó đi hội thao cho nó tiền làm gì, ngày nào cũng qua nhà tôi xin tiền. Ủa, còn chị... mấy ông già đánh cờ tướng nhà đánh đi, tổ chức làm chi rồi bắt công qua xin tiền nữa. Chị đừng nói vậy chứ. Tới 24 cuốn sổ luôn anh. Trời ơi trời. Cho nào tôi mình... cũng qua tiếng anh chị cho hai cho hai. Hai chục. Hai chục. Đi vô. Hai chục ngàn. Hai chục triệu. Tới đâu ra hai chục triệu. Cũng 7 tỷ mà. Rồi 7 tỷ ổng xài hả? 7 tỷ thì cũng phải xài chứ, ngày nào cũng qua dặn cái chữ 7 tỷ rồi phải cho 20 triệu đâu có. 20 ngàn.
mặt dễ thương quá. Trời ơi, nói chậm nghe. Rồi tôi nói anh nha, là rồi là tới chiều tối anh chờ tôi nha. 200 ngàn rồi xong. Rồi cho 200 ngàn rồi, tối đừng qua đây nghe. Nhà này có chỗ treo không, tôi đưa cái bằng qua đó. Bằng gì? Bằng cô Hứa hôm qua qua tôi thưởng anh đó. Ai ký? Tôi ký. Trời ơi, trưởng đây bà. Bộ trưởng đi ký bằng văn hóa. Ta làm cái việc nhà nước mà đúng quá bà. Vậy hả? Đi về đi. Chiều qua nha. Thôi khỏi. Rồi anh để, tính để cái bằng đâu? Đây nè, anh dách nè. Rồi dách này để bằng gì? Ê, trên giữa nhà này được nha. Trời ơi. Anh đưa một sợi dây qua. Thế anh để cho bằng trên giữa. Nó toàn tiền nha. Giống bà, toàn tiền giống bà. Cho bà nào. Thôi quên giống ông. Tôi mệt, thương quá. Nhìn. Nghĩ thương quá. Trời ơi, ông tổ trưởng ông ngộ vậy à. Mà ngày nào ông ăn qua xin tiền trơn á. Chào cả nhà. Trời đâu khủng bố vậy trời. Qua. 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 Trời ơi, nhà gì mà dơ quá. 6, 7 tỷ, 7, 8 tỷ mà tại sao không quét nhà? Tại sao không xây nhà mới đi? Coi chứ. Ở đây không có cần người làm. Trời ơi. Cô đâu làm như bom dội nó xả vào mặt tôi không? Cô là ai? Thúy ấy nè. Thúy ấy nào? Con cũng năm xe bò. Chứ quê nào mà không có xe bò. Trời ơi, bà nội, bà đâu xuất hiện rồi bà quất cái trời ơi. Trời ơi, thôi, thôi, chứ. Tiêu diệt gọn, tiêu diệt hết. Trời ơi, trời ơi. Ê, đó là ai, nó quất đó là. Trời ơi, uống dữ vậy trời. Gái mà uống quá. Chết rồi. Đâu, trời. Chết rồi, chết rồi. Ê. Có sai rồi. Ông điểm đó mà xỉn. Ở dưới quê con quất đế gò đen không, con còn chưa xỉn nữa. Nhiều đây nhằm nhòi gì đâu, xỉn con tiêu diệt đó thôi. Vậy hả? Nhớ con chưa? Chưa. Thúy Á nè, ông nói một lần nữa là nhớ liền nè. 9 cây đa là sư gia của 8 cây xoài. 8 cây xoài á là bà con bạn gì của 7 cây thị. 7 cây thị á là chị dâu của 6 cây mận. 6 cây mận á là chú thím được bác của 9 cây ớt. 9 cây ớt á. Có đâu rồi không? Tôi ngã 3 cây xuống. Trời ơi, một. Ông cửa này đi, đừng có cho con nó vô, nó khủng bố tụi mình. Nhớ không chưa? Thúy Á nè, vậy mà không nhớ. Nhớ chưa, nhớ chưa? Bây giờ con mệt lắm rồi nghe. Nhà tắm ở đâu? Chỉ cho coi đi. Rồi con vô con tắm. Đồ mang lên phòng mà con lên ngủ. Trời ơi, bà nội tôi chết lâu rồi mà ta. Ở đâu nó tấn vô vậy nè? Dạ thưa mẹ, mẹ có mát không mẹ? Trời ơi, nếu nói kỳ quá. Bà nóng người ta mới đi tắm. Mát gì thì tắm chi khùng rồi. Khùng mà nhớ nha. Con đi vô tắm mang đồ lên chảy ra coi ăn đi nha. Đứng lại đây. Ừ đâu mày tấn vô nãy giờ tao không biết mày con là thằng nào rồi chứ. Sao tao chịu nổi? Tao còn chịu nổi không gì đâu. Mày đi đâu nhà tao mày? Đi đâu nhà tao? Tao không biết nhà tao. Chú thím làm gì vậy? Tưởng là con tới đây chú thím trúng số, tưởng con tới xin tiền hả? Xin không có đâu. Con tới đây là để con lấy chồng. Mà không phải lấy chồng thường đâu nha. Lấy chồng Đài Loan. Chú thím á làm ơn sắm cho con một chiếc xe xịn xịn, một số đồ sexy. Con đi qua đi lại đó, có thằng Đài Loan nào dớ con trả tiền lại cho chú thím có gì đâu sợ. Trời ơi, này nó phải bà nội tôi nữa. Ở đâu bà ăn chứ bà làm sao đó. Dạ, dạ thưa mẹ. Dạ mẹ không phải mẹ xấu thường đâu mà mẹ đòi đấy lại Loan. Mẹ xấu mà nó gọi là xấu quá. Nghe. Cỡ xấu... bà. Không nói rồi á. Không có. Nói cho thím công nhận là cái mặt con nó hơi xấu thiệt. Ừ. Nhưng mà bù lại á, con có điện nước đầy đủ. Thôi bây giờ mới nói nhiều. Con báo cho chú thím một tin mừng nữa. Tin gì? Ở dưới quê mình á, biết là chú thím trúng 7 tỷ, mướn một chiếc xe 50 chỗ ngồi, mà 1.000 người chưa lên xe. Lên đây chuẩn bị xin tiền đó nha. Ở đi tắm á. Chết rồi, ở dưới quê mà lên 100 người. Dưới quê người ta lên 100 người. Đi. Đi mướn khách sạn ở đỡ trốn vài bữa rồi về. Trốn, người chồng ngõ sao đi chắc thôi. Trốn lọc đất và mướn khách sạn gì anh Tám. Tám anh Tám khỏe hả? Lần thiểu làm vào hôm nay anh Tám chỉ tám chút lọc lắc mà sáng này qua đây xin tiền đâu. Không có chuyện đó đâu à. Chào chú. Chào chị. Chào anh Tám.
Anh Tám địa tôi hoài cha. Nói chuyện với chị là dòm chị chứ lịa chị hồi nào chừng nào tôi nói chuyện với chị mà tôi địa anh Tám tôi làm gì nè. Mời vô, mời vô. Cha mới trúng lọc lắc uống vụ tay ngon quá tay tao ngồi thử ly nhỏ lớn chưa có chơi cái vụ này. Hay cha, hoa lạ. Chết cha. Tôi mạc dưới đây quá. À, đó, được rồi. Đã qua nhỏ lớn chưa bao giờ thử cái thứ này nó thơm gì lâu quá chị Tâm ơi. Hết cha rồi lấy đồ đế cho nó uống. Ôi đất ơi là trời. À, hôm nay qua đây là hội thăm anh Tâm giúp lỡ cái chuyện tình cảm á. Sao? Chứ không phải là qua đây nghe anh Tâm trúng lọc lá cà sáu này đi xin tiền anh Tâm lâu. À, rồi uống đi. Cha này cho uống chai rượu uống. Trúng lọc lắc hai vợ chồng lóng cửa mua rượu tây về uống khách khứa qua mời rượu đế. Xin lỗi không thèm. Lúc nào cũng có bên cạnh nè. Để nó tự xử. Quá đáng không? Có rượu mà ông bỏ tôi uống mình. Rồi giờ vậy mấy đứa nhỏ đó làm mai cho ông nó không có chịu. Nó ông vừa lùng vừa lé vừa xấu. Nó không có chịu. Nó không có chịu. Nó bởi vậy 40 mấy tuổi đầu mà không có một mảnh tình dắt dây. Mà ngọn nghĩ ngọn đâu có tội lỗi gì đâu. Ngọn chỉ khác người ta có khuyết điểm chút xíu à. Khác gì? Nhìn bụi ớt chết bụi hành. Ngó bụi chanh bệnh bụi hẹ. Con nhiều lo là mà suốt 40 mấy tuổi lầu kiếm mảnh tình không ra la. Lẹ dạ 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 quá. Dạ sắp ra rồi. Tôi kiếm cho ông sắp ra rồi. Nó đang tắm giọng nó ra tới. Anh tắm giúp lỡ. Cái con giúp lỡ lại vậy đó. Là mai cho này được ha. Đợi con nhỏ cháu nó phải lấy chồng Đài Loan mà ông là qua đây ở lâu rồi nhưng mà cũng vẫn đúng không? Thôi Đài Loan cũng nói được. Lo lâu. Đang tắm giọng ra tới. Mấy cháu trời lắc ơi. Nói một cái có liền ha. Trời ơi con người nó công chồng ông ơi. Mà nó giống như cơn sóng nha. Anh tình cảm gì mà lột một. Ây cha. Hả? Biết sao không? Nhỏ này nó cong queo vậy nè. Cái nó không có chung sống. Nó cong mà tôi nhìn tôi muốn cong theo luôn. Nó có cái hình thể là chiều cong. Trời ơi đó. Sao mà xà bông Sài Gòn nó thơm quá vậy? Khoan anh Tâm ơi. Nó ra nó thấy ngọ lé một cái là nó chê lửa. Để bác kiến vô coi. Tới kìa. Trang kiểu à. Trời lắm coi cho. Trời ơi cái bờ cho con á. Wow, hủ len á. Ăn ngò ai lị à. Ai vậy? Dễ thương lắm. Đài Loan á thiếu sáu Đài Loan á. Là ma cho con. Đài Loan á. Là ma thế. Em chào anh. Anh chào em. Em chào anh. Em hỏi thăm. Hỏi thăm vụ gì em? Cái này là cái gì vậy? Trời lắc coi bởi vậy ta nói con nít mới lớn là không biết cái vụ này. Len thui mà dung dung như vậy đó. Người ta gọi là dâu. Dâu. Mà len thui tròn do mới là một người. Mà len len lỏ lỏ là một cốc. Đó anh ta có một cốc. Thấy cốc chưa một cốc quá trời luôn. Anh nói nghe nè. Sao Đưa em về bển đi. Bên nào Bên nhà của chú rồi vài bữa mà chú muốn đưa nó đi đâu nó đưa. Đúng rồi. Đi Đài Loan đó con. Đài Loan đúng rồi đưa em đi Đài Loan. Khoan. Anh Tám chị Tám ơi giúp gọn nha. Nói thiệt hồi nhỏ tới lớn 40 mấy tuổi đầu không có gia chạm với phụ nữ á. Nên tình cảm nó lên lột ngột. Ngọt quýu tay quýu chân ở chân à giúp nắm đi lắm tay đi. Rồi nắm vô. Rồi giúp cái gì. Đi luôn. Hay lấy túi bà. Ngọt nói cho người lẹp biết nha. Bị gì trong cái lường lời á, tình cảm của ngọ nó lận lắm. Hôm nay người lẹp ở bên ngọ có như dìu dắt giúp đỡ ngọ trên con đường. Là vì sao người lẹp biết không? Không biết. Là trong đôi mắt em, anh là số 1. Còn trong đôi mắt anh? Còn trong đôi mắt anh, nhìn thấy 1 thành 2. Hay quá rồi. Ý cha dìu nhau đi trên suốt đoạn đường tình nha. Dạ. Vô. Nhưng mà tự nhiên nó đi tôi cũng thấy có nỗi buồn vu vơ chứ. Đảo rồi này. Tám chị Tám ơi, bà con dưới quê Tám ơi. Ở dưới quê nó lên rồi. Ôi, một xe đó. Ôi, một xe dưới quê lên xin tiền. Chạy ngõ sao. Ngõ sao ông ơi, coi như không có chết tiền. Chào ông. Ai vậy? Cửa mở vô nghe. Ai? Tôi. Đi. Ủa, chị kiếm ai? Em kiếm anh. Ủa, tôi quen chiều nào? Anh nghĩ sao anh không quen em vậy? Ai? Em, Seri của Tám nè. Trời ơi, trời sao bà dám vô nhà tôi rồi vợ con tôi biết làm sao? Làm gì hèn như vậy?
Chưa đâu, cho anh coi thêm bất ngờ nữa. Story 2. Ai nữa? Giống hai chị em sinh đôi không? Con, chào ba đi con. Ba, con nhớ mày lắm, con thương mày lắm mày ơi. Điều gì? Ở đâu chị là vai lỡ ôm, tao kêu ba. Ba mày đâu mà chồng đi. Ba, con nhớ mày lắm mày ơi. Trời, giống con chàng hiu dữ vậy. Ở đâu ra? Ủa gì kỳ vậy? Không có ông ba này chị nhận tôi làm con hết vậy? Ừ. Mấy ông trước là cha ghẻ của mày, ông là cha ruột á, con nhận ông đi. Ba. Đi, ngồi xuống. Ngồi đi, kiếm tiền lát má coi đi nhà hàng. Ở đâu ra mấy ông trước, mấy ông sau? Ông nhìn kỹ đây đi, nó y chang như bản mặt của ông vậy à. Rồi bà 10 năm nay tôi không gặp bà, ở đâu ra con tôi vậy? Tại vì 10 năm qua, ông nghèo kiết xác và tôi đẻ nó ra, tôi đem qua ông rồi ông có được nuôi dưỡng đâu. Bây giờ là tôi nghe ông trúng số, tôi mới qua tìm ông. Ối mấy tiền ra xài đi. Ối mấy tiền ra xài đi. Điệp giò hút thuốc này nè bà. Bà biết làm gì là bà già dữ lắm không bà? Quá đáng. Tôi hỏi bà nè, ngày xưa tôi là chạy xe ôm chở bà là vũ nữ đi làm vũ trường thì bà trả tiền xe ôm cho người ta đi không có, anh em có tiền lẻ mời anh lên phòng lấy, lên phòng giờ tự nhiên loài ra con tôi là sao trời ơi. Quá đen. Ê ông, chứ bộ điện nước tính xài chùa hả? Ối có tiền ra đi. Còn lâu còn lâu, bằng chứng đâu nói con tôi. Rồi đi. Dễ thôi, thử máu. Đức quỷ ơi, lớn đi thử máu rồi. Ôi ơi, bà đặt bà nít thò xoan ướm. Mấy tuổi rồi? 9 tuổi. Bà 9 tuổi mà tôi tưởng bà 29 tuổi. Già như quỷ. Ai cũng nói vậy hết. Đâu? Sao cái gì nó cũng làm tôi bất ngờ không bà? Có mà. Thôi thôi thôi, giờ bà muốn gì mà nói đại đi. Ờ, vậy phải được không? 500. Rồi, tôi cho bà 1 triệu luôn. 500 triệu nghe rõ còn chưa? Còn lâu, còn lâu. Ở đâu ra tự nhiên là làm tiền tới 500 triệu? Ê, trúng bạc tỷ bây giờ đòi 500 triệu không chịu hả? Con, ở đây đợi vợ con về quậy tan nát cho tao. Thôi được rồi, lấy 500 triệu đi luôn, không bao giờ quay lại đây nha. Rồi ra ra mà uống cà phê đi, tôi đi lãnh tiền ngân hàng cho tôi đưa cho một lần thôi nha. Chết chặt con gái tôi đi về, chạy vô phòng đi. Chạy vô phòng. Chạy vô phòng. Vô đi bà ơi bà. Vô đóng cửa kính lại. Anh ơi đâu rồi? Vô đây đi. Đây đây. Hả? Ủa nhà em đó hả? Dạ nhà em á. Trời nhà em lớn quá hả? Lớn không anh, kìa ba má em đặt cọc, nhà bên kia kìa, nhà bên kia lớn hơn. Bề ngang 80, bề dài tới 160 lận. Xây chi bự vậy? Nhà xây để ở đó. Dạ. Mai mốt nhà em xây hồ bơi nhiều lắm. Định nuôi cá heo hả? Trời, nuôi cá heo gì? Tại em thích bơi á, cho nên xây hồ bơi nhiều. Anh biết không, nhà em xây tới 5 cái hồ bơi đựng. Trước hồ bơi, sau lưng hồ bơi, chính giữa hồ bơi, hai bên hông hai cái hồ bơi. Xây quá trời, em làm gì em? Em bơi á. Em dạ. Ra bơi mà không trống hồ em giận. Trời, em khó tánh quá à. Nhà sắp sửa ba má em á mở cho em một cái shop lớn lắm. Đây anh nói em nghe, em giàu có vậy á, em buôn bán chi cho nó mất công, nó mệt mỏi. Làm ca sĩ cho anh. Ôi em làm ca sĩ hả? À, được không? Anh nhạc sĩ, anh sẽ đầu tư cho em. Ôi vậy hả? Trời ơi, em thích lắm á. Anh cho em biết ca sĩ thành phố á đó, ngày xưa toàn là học trò anh hết. Ủa vậy hả? Những nốt nhạc đầu tiên là anh dạy đó. Em nói nghe nè, bây giờ em thích làm ca sĩ lắm á nha. À, muốn làm nó thành ca sĩ vào. Dạ. Nhìn vô gương đi em thấy em sao? Anh ơi, em ăn bận vậy có được không? Ôi có trời. Có thở hang lắm không anh? Quá thường, quá thường. Đây anh nói em biết, em mà trở thành ca sĩ nè, em phải ăn mặc làm sao gây ấn tượng. Anh á không cần mà đụng chạm em nữa đâu. Dạ. À, anh chỉ cần nghe giọng hát của em. Đó anh đầu tư cho em ha, biên tập cho em. Anh muốn thử hơi em hả? À, thử hơi. Cái chất giọng của em là nói về dân ca âm điệu quê hương. Rồi em muốn hát cái gì hát thoải mái ha. Vậy em ca thử anh nghe nha. Anh nghe thử đầu tư cho em. Nếu biết ngày mà em có chồng, 3 năm thề nguyện cũng bằng không. Để kẻ sáng ngang cõi bừng lòng. Nương tôi dù tình của đôi ta là một kiếp trước chưa chung lắm tiền, gặp gỡ nhau đây đã gặp nhau đây, tìm mỗi nghìn đầu ngàn lời chung thủy lời nói hôm nay chàng nghe cho kỹ, dù cho trăm nắng ngàn cay anh cũng nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái, đừng để đôi ta vào dòng khổ hại duyên nợ ba sinh sắp bay. Từ muôn kiếp trước chàng hãy đến đây mà nghe em nói, em nói chàng nghe rằng em đã chàng. Hay quá, được rồi, yên tâm, anh
sẽ giới thiệu cho em qua Dần Trăng Cổ Nhạc. Ê, cái gì kỳ vậy? Đăng với làm ca sĩ mà Dần Trăng Cổ Nhạc gì? Trời, anh là nhạc sĩ lo tân nhạc, tự nhiên em hát giọng cổ làm sao em biết đường rỡ? Vậy em ca tân nhạc. Tân nhạc cho anh hiểu không? Anh biết đấy, trời ơi, nói về nghệ thuật là một bụng. Nghe nè. Tân nhạc nha, tân nhạc nha. Dạ. Rồi, rồi, qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào tâm sự sự đó. Bài mà qua lối nhỏ nhà em, anh cảm giác cái lối nhỏ nhà em bị ngập nước á. Vậy mình ca nhạc quậy đi. Ờ, quậy lên. Hip hop nha. Đúng rồi. Anh nghe nè. Rồi. Qua lối nhỏ vào nhà em, qua lối nhỏ vào nhà em, qua lối nhỏ vào nhà em. Sao đây có anh Bình. Quá thấy chưa? Trời đất ơi. Hát trai của khán giả tới ái mộ liền thấy chưa? Chỉ thiếu bó hoa thôi thấy không? Đó. Có đâu ba em á. Dạ chào bác, chào bác. Làm gì mình như Dược Kinh Phong vậy mày? Ba, ba, ba ngồi xuống đi con giới thiệu ảnh ba. Ai đây? Dạ giới thiệu với ba đây là nhạc sĩ Đinh Đầu Long. À, dạ không, dạ Long Đầu Đinh. Long Đầu Đinh? Dạ. Dạ con là Long Đầu Đinh à. Dạ, dạ chẳng hay bác tên gì à? Bác Đầu Hoi. Dạ chào sư phụ. Điên hay mén mày làm gì mày giật riêng chứ khùng vậy? Trời ơi sao bác kêu con mén? Con là ca sĩ Mộng Quyền. Tao Mộng Quyền hả? Dạ. Vậy là em Quyền ở nhà tên Mén hả bác? Mén. Vậy là con biết bác tên gì là? Tên gì? Thì bác tên Chí phải không? Được. Dạ Chí Mén. Duyên quá. Tới đây làm gì? Dạ con không phải nổi với bác, dạ con là giáo sư tiến sĩ về âm nhạc à. Là giáo sư tiến sĩ thì... Dạ dạ con... cho em Quyền. Dạ. Dạ nhạc hả? Dạ. Dạ. Nhạc hô giáo sư tiến sĩ. Nhiều khóa. Dạ con chỉ lấy 50 ngàn thôi à. Rẻ quá à. Cho mày 500 ngàn học 10 khóa. Ơ vậy hả? Bác dạ không học. Phải, dạ 50 ngàn đô à. Vậy, ít tết. Trời hết hồn tôi quýnh lộn rồi. Nó đâu ra 50 ngàn đô, dạy gì dữ vậy? Dạ con nói thiệt cho bác. Dạ nhìn ánh mắt của bác, nhìn cái sự hồi hộp của bác, nhìn cái sự ngẩn ngơ của bác, con biết bác là nhỏ lớn chưa đi học nè. Ơi, trời ơi. Ghiền quá ha. Dạ không phải, ý là nói là nhỏ lớn là chưa có học nhạc. Đây đây đây, con cho bác coi giá cả thị trường nó có đủ hết á. 10 ngàn đô đó là học xong chỉ đi hát đám ma thôi. Đó. 20 ngàn đô học xong cho đi tỉnh. Đó 30 ngàn đô đó mới hát đám cưới. 40 ngàn đô đó mới hát sân khấu. Rồi 50 ngàn hát sân khấu làm live show luôn. À, live show là gì? Có live show là mình con hát á. Dạ đúng rồi, live show là một mình em Quyền hát, không ai dám hát chung hết. Đi thôi chú. Không xạo. Ủa vậy bác đuổi con à? Biết. Bác không cho con dạy em Quyền à? Ừ. Trời ơi bác như vậy là bác đã diệt chủng một tài năng âm nhạc rồi đó. Chào bác. Mày mà kêu diệt chủng ý mày là quý hiếm đó con. Trời đất ơi. Không có đâu ba. Ba cho tiền con đi học con năn nỉ. Thôi chờ má mày về đi. Một tuần nữa ba về quê ba lên là ba xử mày cho mày coi nha. Thôi mà ba. Nhảy nhót nhuộm tóc rồi ăn mặc. Vậy mấy mũ đen nó mới giống ca sĩ. Thôi 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 thôi. Ba. Đi trời. Ủa ai vô nhà mình? Ba đi đâu? Bác ơi, bác Kim. Mình. Gì? Mình không nhận ra em không hôn. Rồi, ai vậy? Má là con. Má. Bây giờ mình là tỷ phú rồi, mình phải ăn nói nhẹ nhàng. Trời ơi, sao hôm nay cái gì má cũng bự hơn con chưa hả? Thì ngồi đó đó, cái gì má mỏng thì giọng nó dày. Bây giờ người dày thì giọng nó tự nhiên nó mỏng. Trời ơi, má ơi. Bà nói tôi mà về quê một tuần rồi bà đi làm cái này đó hả? Em đâu có về quê một tuần, em đi làm cái vụ này nè mình. Mình ơi, bây giờ mình thấy em hơn cái con quỷ Thúy Ế kia chưa mình? Ơi, em thấy không? Cái vòng nào mà em thua con quỷ cái đó chứ. Đừng yên. Má ơi. Dạ. Không đi tới đi lui. Ngồi xuống ghế, ngồi yên chỗ cho tôi. Mình á, mình bắt khó nhiều cái kỳ lắm nha. Bây giờ làm chị không có ngồi được mình ơi. Thì nó còn sưng, nó đứng gì không à. Ngồi xuống. Dạ. Đi tôi chóng mặt quá. Được rồi, tánh em chiều chồng lắm. Đợi em chút, em kiếm cái tư thế để em ngồi cho nó vừa lòng mình. Đợi em chút nha. Có mình. Mười ngàn lắm mình. Mười ngàn đô. Mười ngàn lắm á. Trời ơi, tiền bạc mà sai kỳ chứ trời. Mười ngàn đó. Trời ơi. Gì? Mà chịu nổi không mén? Chết rồi, ba ơi. Má già rồi mà còn dám bỏ 10 ngàn đô ra để nâng cấp đổi đời. Còn con còn trẻ nè. Con muốn làm ca sĩ, con muốn nổi tiếng. Sao ba không cho tiền con đi hả? Mà trời ơi, ra đây gì? Vậy bắt chết quả chồng thì sao không cho ra là sao vậy? Tiền bạc sao không đưa là sao vậy? À,
ai vậy mình? Em còn đang sưng đó nha mình. Nè, giới thiệu nè, con gái nhỏ tóc vàng kia, chào chị Hai đi. Chào chị Hai. Ý gì vậy? Bà này nè, má lớn mày đó. Chào bà béo. Nói gì mày? Mà có đè mày cái điệp lép như con quỷ. Lạ ở đâu vậy? Ra đây, ở đâu ra? Tôi là vợ bé con Tám này, còn đây là con con Tám. Ẩu đây, ẩu gì? Ai đây? Khách xe ôm. Còn cái nhỏ xíu kia. Đó là tiền xe ôm đó. Ông nói kiểu giờ đưa tiền tôi đi, không đưa tiền là tôi quậy tan nát coi. 10 năm nay tôi nuôi con tôi mà, đưa 500 triệu đi. Từ từ không có một cắt 500 triệu nữa đây ba. Mày bây giờ tôi đưa 500 triệu không ngoài sốt ba. Ba bây giờ ba không đưa tiền phải không? Ba không đưa tiền con đi làm ca sĩ hả? Là con bỏ nhà con đi luôn. Con đi bụi đời. Trời ơi, đi rồi. Sưng mày á thì cái tám
cửa sao mà ra nông nổi vậy trời? Chị ngộ quá à. Chị biết sao mình chậm vậy không? Anh Tám đâu? Mỏi quá trời, em biết không, mỏi lắm em à. Ổ lắm mày ơi. Chị Tám sao vậy? Bơm sữa. Trời đất ơi. Trước hai vợ chồng đi chứ xin lô đủ rồi. Bây giờ người chiếc tốn kém biết bao nhiêu mà bà đi mới xây ngược lại vậy không? Phải gây ấn tượng không à? Thì em mua xích lô anh chở chị đi. Trời ơi. Mày cứ duyên quá. Ờ à, nhưng mà tốn kém dữ dội lắm. Giờ hồi xưa hai chồng ngủ có giường thôi, giờ phải mua thêm hai cái cho bà. Một cái khoét hai cái lỗ cho bà nằm sắp, cái kia khoét lỗ bự bà nằm ngựa. Đó, đứng không vậy đó. Bậy biết sợ. Nghĩ cái bậy quá hả? Đó, thấy gớm không? Người mà bình thường cũng chịu. Ra đường ra đường ráng gồng á. Nếu ở nhà đi vậy nè. Đó, đi đứng vậy không mà không có ngồi. Rồi giọt bẻ bắt nó bóp giò. Ủa cái cạnh lắm. Bàn á, cái cạnh bàn nó nhọn lắm mà. Quơ 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 rồi nó đâm xì ra hết giờ bà nội. Quỷ. À, sao rồi? Nghe coi. Cái gì nữa? Thằng này sao nó nghiên cứu tôi hoài. Gì nữa? Nhìn kỹ chưa? Sao? Hình như hỏng đều quá. Cái ông bác sĩ này thuận tay trái. Gì? Cho nó hơi chinh chút. Giờ tự nhiên rinh hai. Mấy cái cây đi vòng vòng nhiều hoài mệt. Ủa? Gì khổ vậy? Người bình thường ta đi vậy đi tự nhiên khổ vậy đó. Ba sao rồi? Ba chờ anh sáng giờ đó. Làm gì chờ ba tao? Chờ để qua chửi anh cái vụ mà tiền bạc anh trúng số 7 tỷ mà bây giờ anh chỉ có một đường tôi chỉ anh yên thân thôi nè. Anh ôm cái số tiền nó ra đảo anh sống không ai nói gì tới anh hết. Trời ơi hả? Ba chửi anh quá chừng luôn á. Làm gì chửi tôi? Thì đó. Bực bội tiền mở miệng ra cái tiền bạc nó về bà ơi. Về gì đó? Gì? Về đâu? Trời ông nghe rồi. Chết không gì. Chị ba ra kìa. Dạ, chào ba. Đứa nào đó bay? Giờ mặt bay giống quá. Giống gì ba? Giống dân có tiền nữa con. Trời ơi, móc họng nữa. Có tiền mà không biết xài đồ con. Mày dòm kỹ đồ ba mày mặc nè. Ad money đó con. Rồi ba còn mới qua. Ai? Anh Tám. Tỷ phu. Giờ mặc ương nổi. Cái ghế tôi đâu? Cái ghế? Đứng coi chừng té bây giờ đó bà nội. Cái ghế tao đâu? Trời ơi, không đem ghế qua đây cái nhà qua bên kia đi. Vậy là nó bị đem ghế tao đâu. Mệt chứ ba ghê á. Cái ghế tao đâu? Không vậy đâu. Suốt ngày, cả ngày, nguyên vậy không? Em cái ghế ra cái đi vô cho nó. Thôi, lanh quá à. Ba, ba. Ba ơi, ba. Leo lên ba ngồi em coi. Ba lên đi ba. Thôi. Nè. Trời ơi, ba leo lên đi ba ơi. Con chuối nhủi dập trái cây hết bây giờ đây nè. Mệt ghê vậy à. Con nặng nề là ba còn héo nữa. Rồi. Lần này ba mày mới uống nửa chai à Tâm. Lần sau tao uống nguyên một chai luôn. Ba làm gì con cái có gì ba cứ la ba mắng với ba đi uống thuốc rầy chi ba. Muốn gặp con cái dễ quá ha. Ây da. Gì vậy? Ngồi coi tao mày. Tôi tự nhiên nhét cái tay cho mông tao nói tao ngồi lên. Tao kiếm chuyện tôi không. Từ ngày mày trúng số tới giờ muốn tiền mày khó lắm Tám ơi. Bây giờ ba muốn cái gì ba nói đi. Giữa tao mày không giờ còn muốn cái gì nữa hết Tám. Con về đây rồi nè. Về cái gì? Ba cần bao nhiêu tiền? Cái gì? Tiền hả? Trời ơi. Có sao không con? Không ba sao? Ba xin lỗi con trai. Cha yêu dấu của cha. Cho cha xin chăm đi con. Để con chăm mà ba cũng đi tự tử rồi sao ba? Có heo nhất nhà. Đây con gửi mình cho 100 thiệt hả mình? Cho thôi. Mình cho 100 thiệt hả? Ui, coi đi vô khác đi. Mua 100 này cũng cầu hồn ba hả con? Sao vậy ba đòi 100? Ba xin 100 triệu hả con? Rồi. Ở đâu ra? Mới đưa ba 30 triệu ba xài gì dữ ba? Gãy. Dạ gãy đi ba. Ba đi. Trời yêu là. Ba ơi, xin 100 triệu chi? Không? Xin 100 triệu chi ba lo yên tâm đi, hàng họ con mua đầy đủ hết rồi. Cái là cái rột xuống cái là xuống thải cái hàng họ qua quách rồi nè. Bậy bạ, chị Tám. Quên. Mấy người ta muốn cho chết mua nhà hàng về sao lâu lắm không chết đâu. Hả? Chờ nào chết mua. Tụi bay có hiếu á. Tao cần tiền là phải có mục đích. Ba cần cái gì? Ba cần gì ba nói ba đi cần ba. Cần gì ba xài tới 100 triệu. Ba cần tiền mục đích gì? Nói đi. Ba nói đi rồi anh Tám cho ba đó. Ba cưới vợ. Trời ơi. Trời ơi. Ba nghĩ sao vậy ba?
ba cưới vợ rồi thằng đực nhà con nó cũng đòi cưới vợ rồi hai thằng cưới lượt biết lần nào thế quá trời ơi đạp đạp cái bể sập dưới đạp đạp cái này nó me cái cây hoài à mà làm gì ba cần gì ba cưới vợ ba mỏi quá mỏi à, đứng ngang lát tôi để cho cậu tụi bay mà không cho ba bay cưới vợ hả vô mở tủ tao ra mà xem tủ ba có gì xem gì ba? Trời ơi tủ ba có gì đâu xem ba có đồ quần áo cũ rồi xem làm gì một thùng thuốc trừ sâu trong cái gì hả vô lấy ra thùng thuốc trừ sâu đó ơi cô út nhà cô có lo gì hết nha tiệm á thuốc trừ sâu mua lận thùng làm như mua bia về xin gốc mua gì mà mua dữ chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi anh Tám ơi rồi thuốc trừ sâu thiệt một thùng luôn bây giờ giấu ở đâu bà lanh lắm rồi nó kêu vô thuốc trừ sâu bà lấy bà giục cái còn mang em ra đây nữa không em đem ra trình trình cái gì bà giấu đi tới cái đứa chồng mày nghe mà nó phải hậu đậu nó cũng đó bà bao nhiêu lần nè bà em ra đây để là giấu giấu ngay cái chỗ ba nè thấy chưa thấy chưa mày để trước mặt cho ba mày xem để xuống đó bà lanh lắm ô bình không ba khui thùng trời ơi quất nguyên thùng luôn kìa đó cơ một thùng vậy đó ba uống phải uống sỉ người ta mới sợ con ai bà cho ba cái chuyện này con nhỏ nào bà mày, nói đi mày muốn gặp cô ta để làm gì bà nói đi được là con gửi tiền cho ba cưới vợ luôn mày phải giữ lời dạ mày uy tín nha trời ba bấm nhanh ghê chưa ủa làm gì sao vậy nhá thôi cô con gái giờ nó dạy trai dễ sợ luôn a xin lỗi bé yêu à anh em yêu anh quá à. Bé ba chết rồi đỡ ba đỡ 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 ba 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 bà vô trong lấy nãy chuối dằn dằn bụng ba coi dạ ê phải trời đất quên ăn phải nó bậy riết anh sao anh yếu dữ vậy không sao đâu cô kia cô là ai vô đây vậy ai vô nhà tôi đó sao nhà đông người vậy anh dạ con chào chú chào cô chào thiếp dạ tầm bậy cái đám này là con em á kệ tụi con ai qua chào má đi tụi con dạ chào má thương má lắm mà dễ thương chứ sao u chà làm ai ba má nhỏ mày má hả dâu thứ tám chào má con chào má chào con lát má bước ra khỏi cửa con quýnh thấy bà má liền nó tin trời tôi về nó chào nó con má rồi nổi điên không trời anh cái gì con nó xử em kìa đâu có đằng chút nó kêu em dẫn em đi cúng ông bà mà cô đâu mà đến mà quyến rũ ba tùy hả em dạ còn thứ tám của anh nhỏ lắm má chưa mọc tóc đủ nè tám má dạ. Chào con dạ thôi vậy mới được thôi mà chịu nổi không bà thôi đi về dạ, ở đây chuyện tay dài mắt quá dạ. Khoan nè con trước khi con về con đưa cho ba 20 triệu trời ơi còn 80 triệu từ từ lưa sau cũng được con 100 triệu cưới vợ đó hả ba cưới đây, cô này ba cầm cái này à, ba mua hết vé số này nếu trúng được 100 triệu thì ba cưới cô đó bà nói mày lượm vô súng vô không quỷ cánh bà tao nuôi mày không kể ngày kể tháng tao xin mày có 100 triệu cưới vợ mày nặng nhẹ với tao à tụi bay không cho tôi cưới vợ tôi uống thuốc trừ sâu cho tụi bay vừa lòng. Trời ơi, đi kìa. Uống anh đi, uống anh đi. Thôi anh đừng uống, anh chết lấy cái tóc, khoan ba. Thôi vậy đưa 300 triệu ba mua. Đó, ba cầm, Đây, về cầm cái tách đi. Có tách cho nó dễ uống bà ơi. Mình làm gì kìa. Rồi, đều rồi đó. Uống đi ba. Mày muốn ba mày uống. Khoan ba. Cái tay này ba đỡ lên là cho đỡ. Tao uống cho tụi bay vừa lòng. Ba hãy khoan. Ba ơi ta chờ con vào trong lấy cho ba cái ống hút. Tao hiểu rồi. Tụi bay ghét tao gì? Tụi bay thấy tao có đào đẹp tụi bay ganh tị.
tao uống cho tao bay vừa lòng. Trời ba ơi ba. Ba. Ba uống rồi cho tôi uống luôn. Hả? Sao uống luôn như mình? Ba thấy sao ba? Ngọt. Còn sao? Tao thấy thơm quá à. Uống gì vậy? Ủa nãy anh Tám uống nghe sao? Thơm. Ba nghe sao ba? Ngọt. Ủa sao cái của em nghe cay cay vậy? Cái đó chay thiệt đó con. Ê, thớt tao lấy mùng thớt. Mùng thớt, mùng thớt chết tôi rồi. Mùng thớt ác quá. Nó quất đồ thiệt rồi mình ơi. Tao muốn cưới vợ mà tụi bay không cho. Tao bán căn nhà này. Tao bán căn nhà này tao cưới vợ. Ôi. Bán anh cho em 100 triệu. Thôi, anh bán nhà còn cho có 100 triệu em không chịu. Không giận. Anh ra đời chơi là anh phải chơi cho tới luôn. 200 triệu. Trời ơi, anh dễ thương em cưng anh quá. Anh mới là cưng 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 nha. Này đó. Áo đỏ anh đợi gì vậy? Đưa đây, trời đất ơi. Trời ơi. Trời mày đi chơi thuốc lát cái gì con mình mà nói chuyện này. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, được con nuôi à, con ơi con. Làm gì vậy mày? Trai tôi, trai tôi. Con tội, con tưng của má, con tưng của má, con đừng dịnh má để má. Ông thưa ông nội gì chơi vậy? Ủa, ông nội con đây, ông nội. Tao nè. Dạ, ủa nghe nó ông nội uống nước này chết mà sao còn ngồi đây? Thầy bảo. Tao đùa. Ông nội đùa kỳ quá. Chào bà nội mày đi con. Chào bà nội. Bà nội kìa con. Rồi, cho con tiền đi má. Có tiền nữa mày ơi, bây giờ tao có tiền lắm, tao lấy ra còn được đây nè. Bà thấy chưa, ba dày, con gái tôi thì đòi đi tiền đi đi học ca sĩ, thằng này thuốc lắc, còn ba tôi thì đã đào nhí đâu rồi. Tao mớ thì ông ơi, một mớ đi rồi đưa cho con nó đi lắc. Con rồi nhớ ba. Tôi lấy ra. Tiền bạc, trời ơi, tôi thấy khổ quá vậy trời.